Chào các em học sinh, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài học cuối cùng của chương trình khóa 10, đó là bài cân bằng hóa học. Các em học sinh chúng ta sẽ nghe bài giảng và ghi những nội dung quan trọng vào vở ghi bài. Chúng ta sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Đầu tiên, mình sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản trong bài này. Thứ nhất là phản ứng một chiều. Phản ứng một chiều là phản ứng chỉ xảy ra một chiều từ trái sang phải, và khi biểu diễn phản ứng một chiều ta dùng một mũi tên, giống như những phản ứng cơ bản mà trước giờ chúng ta hay viết. Cô ví dụ, khi cho Fe tác dụng với HCl tạo ra FeCl2 cộng H2, đây là phản ứng một chiều. Như vậy thì Fe phản ứng với HCl tạo ra sản phẩm là FeCl2 và H2 là xong. FeCl2 không tác dụng được với H2 trả lại như ban đầu được, cho nên đây là một phản ứng một chiều. Tiếp theo là phản ứng hai chiều. Phản ứng hai chiều là phản ứng xảy ra theo hai chiều trái ngược nhau và nó phải trong cùng một điều kiện. Khi biểu diễn phản ứng hai chiều, ta dùng mũi tên hai chiều. Chiều thứ nhất từ trái sang phải và chiều thứ hai ngược lại từ phải sang trái. Có hai cách viết mũi tên và như trên màn hình các em có thể nhìn thấy. Cô ví dụ, cô cho Cl2 tác dụng với H2O tạo ra HCl cộng HClO. Đây là phản ứng hai chiều. Chiều thứ nhất từ trái sang phải Cl2 cộng H2O tạo ra sản phẩm là HCl cộng HClO. Cô gọi là phản ứng thuận. Và trong cùng điều kiện này thì HCl có thể tác dụng với HClO trả lại sản phẩm là Cl2 cộng nước. Chiều từ phải sang trái cô gọi là phản ứng nghịch. Như vậy đây là một phản ứng hai chiều. Đó là khái niệm cân bằng hóa học. Cô ví dụ phản ứng như sau để mình hình dung thế nào là cân bằng hóa học. Ta xét phản ứng cho khí hiđro tác dụng với iốt ở trạng thái khí tạo ra 2HI. Ban đầu cô giả sử hiđro H2 và I2 mỗi cái đều là 1 mol và HI chưa được tạo ra thì không có mol nào. Tại thời điểm T nào đó thì hiđro đã phản ứng 0,5 mol, I2 đã phản ứng 0,5 mol và sẽ tạo ra HI là 1 mol. Theo quy tắc nhân chéo chia ngang 0,5 nhân 2 chia 1, ta sẽ được 1 mol. Như vậy, lúc này HI tạo ra được 1 mol, nó sẽ bị phân hủy và tạo ngược trở lại thành H2 và I2 theo chiều từ phải sang trái. Đến khi nào tốc độ của chiều thuận và chiều nghịch bằng nhau thì phản ứng tại thời điểm đó ta gọi là trạng thái cân bằng. Và HI tạo ra được bao nhiêu thì sẽ phân hủy ngược lại theo chiều bấy nhiêu. Như vậy từ đây ta có thể rút ra cái khái niệm cân bằng hóa học là gì? Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Ta có hình dung cái khái niệm tốc độ phản ứng ở cái bài tốc độ phản ứng mà mình đã học trước đó rồi. Khái niệm thứ tư đó là khái niệm sự dịch chuyển cân bằng hóa học. Giờ cô ví dụ. Cô cho phản ứng 2NO2 hai chiều tạo ra N2O4. NO2 là khí màu nâu đỏ và N2O4 là khí không màu. Ở đây ta có một cái hệ thống. Cái ống nghiệm A bên trái ta ngâm vào nước đá. Như vậy sẽ nhiệt độ sẽ thấp hơn nhiệt độ bên ngoài. Như vậy khi làm lạnh thì ống A nó nhạt màu hơn, cho thấy là NO2 đã chuyển hóa thành N2O4. Ban đầu NO2 màu nâu đỏ nè, sau khi cho vào nước đá thì nó bị nhạt màu hơn, chứng tỏ là NO2 đã bị chuyển hóa thành N2O4. Cho nên trong ống A nồng độ NO2 giảm xuống và nồng độ N2O4 đã tăng lên. Như vậy từ đây ta có thể đưa ra khái niệm dịch chuyển cân bằng hóa học, đó là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tố bên ngoài tác động lên cân bằng. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Có 4 yếu tố chúng ta sẽ quan tâm.
đến cái phần cân bằng hóa học này, đó là yếu tố nồng độ, áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác. Ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu các cái yếu tố này đã ảnh hưởng đến cân bằng hóa học như thế nào. Đầu tiên là yếu tố nồng độ đến cân bằng hóa học, và nồng độ thì ta xét chất lỏng và chất khí. Và cô sẽ cho một vài cái ví dụ để các bạn theo dõi và các bạn sẽ ghi vào những cái phần đóng khung. Ta cho phản ứng C cộng CO2 tạo ra 2 lần CO. Rồi, ví dụ như ban đầu carbon có 1 mol, CO2 có 1 mol và CO chưa được tạo ra. Tại thời điểm nào đó thì ta thấy rằng là carbon và CO2 đều phản ứng là 0,6 mol và CO tạo ra là 1,2 mol. Như vậy lúc đó carbon và CO2 còn lại như sau, người ta gọi là thời điểm cân bằng, carbon là 0,4 nè, CO2 0,4 và CO tạo ra là 1,2 mol. Tiếp theo, cô thêm vào hệ này 0,5 mol CO2. Thì so với cái sự cân bằng ban đầu lúc này, cái số mol nó đã thay đổi như sau. Carbon vẫn giữ nguyên là 0,4, CO2 đã tăng từ 0,4 lên 0,9 và CO giữ nguyên là 1,2 mol. Như vậy so với cân bằng ban đầu thì cái số mol nó đã bị thay đổi đi, bắt buộc phản ứng này nó phải thiết lập lại trạng thái cân bằng mới. Và nó sẽ thiết lập cân bằng theo chiều thuận, tức là theo chiều giảm đi CO2. Như vậy từ đây ta rút ra được một cái nhận xét, đó là khi tăng nồng độ chất tham gia thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận, tức là chiều từ trái sang phải và ngược lại. Và ngược lại là gì? Là khi giảm nồng độ chất tham gia thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều ngược. Ví dụ thứ hai, cũng là phản ứng C cộng CO2 tạo ra 2 CO. Và ban đầu cô cũng có C và CO2 là 1 mol. Rồi, cũng phản ứng là 0,6, 0,6 và 1,2. Và trạng thái cân bằng lúc này ta cũng giống như cái ví dụ trên, là C và CO2 là 0,4, CO là 1,2. Là trạng thái cân bằng của phản ứng này, giả sử nó là như vậy. Nhưng bây giờ trường hợp là cô không thêm CO2 như lúc nãy nữa mà cô thêm CO. Như vậy thì tại thời điểm này, C và CO2 giữ nguyên là 0,4 mol, nhưng CO nó đã tăng từ 1,2 lên 1,7 mol. Như vậy, hệ này nó không còn cân bằng như cái thời điểm hồi nãy mình quan sát là 0,4, 0,4, 1,2 nữa, mà nó chưa đạt trạng thái cân bằng, nó sẽ thiết lập một trạng thái cân bằng mới, và nó sẽ thiết lập trạng thái cân bằng theo chiều nghịch. Và CO, tao thấy là CO ở bên phải của phản ứng ta gọi là sản phẩm. Như vậy ta rút ra nhận xét là khi tăng nồng độ chất sản phẩm thì cân bằng nó sẽ dịch chuyển theo chiều nghịch và ngược lại. Ngược lại là khi giảm nồng độ sản phẩm thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận. Tiếp theo, ta tìm hiểu yếu tố thứ hai là ảnh hưởng của áp suất. Và trong trường hợp này ta chỉ xét chất khí. Cô có ví dụ, cô cho SO2 ở trạng thái khí kết hợp với oxy trạng thái khí tạo ra sản phẩm là SO3 cũng ở trạng thái khí. Ta thấy hệ số tỷ lệ của các chất trong phương trình cũng là tỷ lệ mol. Ở phía trước các chất tham gia gồm có SO2 và O2, 2 SO2 kết hợp với 1 oxy, như vậy có số mol là 3 mol và tạo ra sản phẩm SO3 là 2 mol. Và trong trường hợp này cô sẽ biểu diễn bằng hình ảnh, đó là sử dụng một cái hệ mà có piston trong phản ứng này. Như vậy khi cô giảm áp suất của hệ này bằng cách là kéo piston lên, tức là cô làm tăng thể tích, tương đương với việc là làm giảm nồng độ mol khí ở trong cái hệ này, và cân bằng nó sẽ dịch chuyển theo chiều tăng số mol khí. Tương tự làm ngược lại, khi cô tăng áp suất bằng cách là cô hạ piston xuống, tức là cô đang làm giảm thể tích của hệ, tức là làm tăng nồng độ mol khí và dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí. Như vậy, ta có một nhận xét chung đối với ảnh hưởng của áp suất đối với hệ chất khí, là khi tăng áp suất thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí.
Và ngược lại, khi giảm áp suất thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tăng số mol khí. Ví dụ thêm. Bây giờ cô cho phản ứng C cộng H2O, CO tạo ra CO và H2. Ta chú ý ở chỗ này, carbon là chất rắn. Như vậy thì mình sẽ thấy là tổng số mol của các chất tham gia, mình trừ đi carbon ở trạng thái rắn này thì chỉ có nước thôi là 1 mol. Và sản phẩm là gồm có CO và H2 là 2 mol. Nên mình sẽ thể nhận xét được là bên nào lớn hơn, bên nào nhỏ hơn. Như vậy khi tăng áp suất, khi tăng áp suất phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều giảm số mol. Giảm số mol. Như vậy thì 1 và 2, 2 lớn hơn giảm, tức là phải đi từ cái lớn sang cái nhỏ. Như vậy từ 2 sang 1, 2 sang 1 tức là chiều từ phải sang trái, ta gọi là chiều nghịch của phản ứng. Còn khi giảm áp suất, phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều tăng số mol, tức là đi từ 1 sang 2, là từ trái sang phải, gọi là chiều thuận. Và lưu ý là phản ứng không có sự thay đổi số mol khí thì áp suất không ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng. Áp suất chỉ ảnh hưởng đến chất khí, và đối với phản ứng có sự thay đổi số mol. Yếu tố thứ ba là ảnh hưởng của nhiệt độ. Bây giờ ta lưu ý một số các khái niệm nữa. Thứ nhất là phản ứng tỏa nhiệt. Phản ứng tỏa nhiệt là lượng nhiệt của phản ứng tỏa ra bên ngoài. Hay nói một cách khác là các chất nó mất đi năng lượng. Còn phản ứng thu nhiệt là lượng nhiệt của phản ứng thu nhận từ môi trường bên ngoài vào bên trong nó, gọi là nhận thêm năng lượng. Như vậy, ta dùng đại lượng nhiệt phản ứng là delta H để chỉ lượng nhiệt của phản ứng. Delta H bé hơn không có nghĩa là chiều thuận của phản ứng tỏa nhiệt và chiều nghịch của phản ứng là thu nhiệt. Còn delta H lớn hơn không thì cho biết chiều thuận của phản ứng là thu nhiệt và chiều nghịch của phản ứng là tỏa nhiệt. Bây giờ ví dụ nè. Lấy một cái ví dụ hồi nãy là 2NO2 tạo ra N2O4. Và phản ứng này ta ký hiệu là delta H bé hơn 0, có nghĩa là chiều thuận của phản ứng là phản ứng tỏa nhiệt và ngược lại chiều nghịch là phản ứng thu nhiệt. Rồi. Khi tăng nhiệt độ, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều phản ứng thu nhiệt. Và khi giảm nhiệt độ, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều phản ứng tỏa nhiệt. Và cho các bạn bốn từ khóa để chúng ta dễ nhớ, đó là tăng, thu, giảm, tỏa. Tức là khi tăng nhiệt độ thì sẽ dịch chuyển theo chiều thu nhiệt, còn khi giảm nhiệt độ thì sẽ dịch chuyển theo chiều tỏa nhiệt. Và nhớ delta H bé hơn không là tỏa, và lớn hơn không là thu. Như vậy chỗ này chúng ta phải nhớ, nhìn chú ý cái chỗ delta H. Qua ba yếu tố nồng độ, áp suất và nhiệt độ ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của phản ứng, thì nhà hóa học Le Chatelier đã rút ra được một cái nguyên lý cho các yếu tố tác động lên cân bằng, gọi là nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier. Nguyên lý này được phát biểu là như sau: một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó. Rồi, cái cuối cùng là vai trò của chất xúc tác. Hôm trước mình học ở bài tốc độ phản ứng rồi, chất xúc tác là chất thêm vào phản ứng để giúp cho phản ứng nó xảy ra nhanh hơn. Ở một số phản ứng đặc biệt thì giúp cho phản ứng nó xảy ra chậm lại. Còn trong ở bài cân bằng hóa học này thì chất xúc tác không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Như vậy, sau khi mình nghiên cứu tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học thì mình có thể tóm tắt lại một số nội dung quan trọng như sau. Trong bài này mình nghiên cứu bốn cái yếu tố đến cân bằng hóa học là nồng độ, áp suất, nhiệt độ và chất xúc tác.
Riêng chất xúc tác thì không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, còn ba yếu tố còn lại như sau. Như vậy khi tăng chất, nồng độ chất tham gia hoặc là giảm nồng độ sản phẩm thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận. Khi giảm nồng độ chất tham gia hoặc là tăng nồng độ sản phẩm thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều nghịch. Đối với áp suất thì khi tăng áp suất, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí và ngược lại. Đối với nhiệt độ thì ta nhớ bốn từ khóa là tăng, thu, giảm, tỏa. Còn chất xúc tác thì không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Để hiểu rõ hơn những cái lý thuyết mà nãy giờ mình đã học thì chúng ta sẽ cùng làm một số bài tập vận dụng để làm rõ những cái ý mà chúng ta đã nghiên cứu. Bài số 1, cô cho hệ cân bằng Cl2 cộng H2O tạo ra HCl cộng HClO. Cô sẽ biểu diễn chiều thuận từ trái sang phải bằng số 1 và chiều ngược lại bằng số 2. Cân bằng của phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi thêm Cl2 vào hệ, thêm HCl vào hệ, lấy bớt HClO ra khỏi hệ. Thì phân tích như sau, khi thêm Cl2 vào hệ, tức là ta tăng nồng độ chất tham gia, và khi tăng nồng độ chất tham gia thì cân bằng sẽ dịch chuyển như thế nào cho làm giảm cái nồng độ của chất tham gia đó. Hoặc ta có thể nhớ rằng là khi tăng nồng độ chất tham gia thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận, tức là chiều từ trái sang phải. Như vậy ta trả lời là chiều thuận, hoặc là ta trả lời theo chiều số 1 cũng được. Tương tự, khi thêm HCl vào hệ, tức là thêm sản phẩm, thêm nồng độ sản phẩm đó, thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều nghịch, tức là chiều ngược lại từ phải sang trái. Ta có thể trả lời là chiều nghịch hoặc là trả lời là chiều số 2. Và cuối cùng là lấy bớt HClO ra khỏi hệ, tức là lấy bớt nồng độ của sản phẩm, thì cân bằng sẽ dịch chuyển làm sao cho tăng cái nồng độ của sản phẩm đó lên. Hoặc ta có thể nhớ là khi giảm nồng độ sản phẩm thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều thuận, ta có thể ghi là chiều số 1 thì vẫn đúng. Rồi, ví dụ 2. Cho hệ cân bằng N2 cộng 3NH2 tạo ra NH3, delta H bé hơn 0. Như vậy cô cũng đánh dấu chiều thuận từ trái sang phải là số 1 và chiều nghịch ngược lại từ phải sang trái là số 2. Delta H bé hơn 0. Chú ý chỗ này, cân bằng sẽ dịch chuyển như thế nào nếu tăng nhiệt độ, giảm nhiệt độ và tăng áp suất của hệ. Như vậy thì ta thấy delta H bé hơn 0 cho mình biết là chiều thuận của phản ứng là chiều tỏa nhiệt và chiều nghịch là chiều thu nhiệt. Như vậy đối với tăng nhiệt độ thì mình sẽ nhớ bốn từ đó là tăng, thu, giảm, tỏa. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích, khi tăng nhiệt độ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tỏa nhiệt, chiều thu nhiệt. Chiều thu nhiệt tức là theo chiều nghịch. Như vậy ta trả lời là chiều nghịch hoặc là chiều số 2. Ngược lại, đối với giảm nhiệt độ thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều tỏa nhiệt, mà tỏa nhiệt tức là theo chiều thuận. Như vậy chiều thuận là chiều số 1. Khi tăng áp suất, và nhớ áp suất thì liên quan tới số mol. Như vậy ta quay lại cái phương trình ban đầu, ta kiểm tra xem các chất này có phải là chất khí chưa. Nitơ, hiđro và NH3 đề bài đều cho là khí hết. Như vậy ta có thể cộng các số mol của chất tham gia là N2 và H2 nè. 1 cộng 3 là 4, NH3 là 2. Như vậy khi tăng áp suất thì cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều giảm số mol khí. Giảm tức là ta đi từ thấp, từ cao tới thấp, từ 4 tới 2. Như vậy đi từ 4 sang 2 tức là ta đi từ trái sang phải, và từ trái sang phải là chiều thuận, tức là chiều số 1. Rồi, như vậy đây là một số cái bài tập vận dụng cơ bản để cho các bạn hiểu rõ hơn về cân bằng hóa học. Nếu chúng ta còn thắc mắc gì thêm, các bạn có thể comment ở dưới video, hoặc là các bạn sẽ liên hệ với giáo viên trực tiếp của mình để thầy cô sẽ giảng bài cho bạn kỹ hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.